chào quý vị bạn, trở lại với Quang Trung, các bạn trở lại Linh Lan, Vân Quang Long, Ái Vân và ông bà giáo. Thì các bạn, là để nối tiếp cái đơn tố giác ngày hôm qua mình giải ngáo cho cái phe tà giáo, thì hôm nay mình sẽ giải ngáo cho phe tà giáo lần thứ hai, và đồng thời giải ngáo cho những cái thằng bố láo trên Facebook nữa. Các bạn thì vừa qua thì các bạn cũng đã nghe là những cái tin về Quang Trung, rồi họ đưa những cái tin xuyên tạc về Quang Trung này kia. Thì các bạn yên tâm, thì ở đây mình cũng cảm ơn fan của mình và các bạn của mình vào báo tin và vào đưa những cái thông tin mà bên phe tà giáo nó đưa lên, nó xuyên tạc Quang Trung. Các bạn, là cái đó là nó tâm lý. Bởi vì khi các bạn biết là mình cũng đã nói về tâm lý nhiều, khi mà mình làm một cái gì, vấn đề gì thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lý, mình chuẩn bị hết. Cho nên khi mà họ, tại vì mình đứng trên cao, mình nhìn xuống, mình thấy họ sẽ làm cái gì, thì khi mà họ làm cái gì thì mình đã chuẩn bị tâm lý. Và những cái vấn đề đó là nó xuyên tạc, là cái tin nó không có thật. Cho nên mình biết là nó sẽ dựng chuyện lên và nó sẽ bày mưu lập kế, nó sẽ hạ cái uy tín của Quang Trung. Mình cũng cảm ơn một lần nữa, cảm ơn fan của mình và quý khán giả báo cái tin đó. Nhưng mà không sao đâu, Quang Trung ok. Hôm qua Quang Trung lên video cũng cười hề hề, cũng không có chuyện gì hết. Thì các bạn, hôm nay mình chia sẻ một vài cái vấn đề cũng tiếp nối theo cái đơn tố giác này cho mấy cái người tà giáo ngáo đá này. Thì chiếu theo cái bộ luật 182, bộ luật hôn sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì mình thấy được rằng là Ái Vân cũng bị có tội, bị vi phạm vào cái luật điều 182 bộ luật hôn sự này. Vì các bạn, là có nhiều cái tin và cái tài liệu cũ và những cái tấm hình. Ở đây mình nói một lần nữa, các bạn, làm những cái tin, những cái tài liệu, những video đó mình không thể nào đưa lên. Có nhiều cái mình đưa lên được và nhiều cái mình đưa lên không được. Thì các bạn tìm hiểu và vô vào những cái kênh mà có tiếng nói trên Linh Lan đó, thì họ có những cái tin đó hết. Hoặc là các bạn search, chắc Google chắc không có đâu, vì vậy là bên phe tà giáo nó khôn lắm. Những cái bằng chứng, chứng cứ nó đều xóa hết. Thì các bạn, là vào 2015 thì mình sẽ chia sẻ cái vấn đề lý do tại sao mình nói là nếu Ái Vân mà có ngoại tình với Bá Cường trở về 2015 đó, trước khi ly dị đó, trước khi có cái giấy ly hôn 2016 đó, thì các bạn, là cái này có phải là gậy ông đập lưng ông không? Cái đơn tố giác này á, là mình cũng đã nói trong cái video vừa rồi, cái video này là video thứ tư mình nói về cái vấn đề này. Gậy ông đập lưng ông là sao? Mình có nói là cái đơn này chả khác gì, cái đơn như cái video đầu tiên nó là cái đơn này chả khác gì tự mình đang tố giác bản thân mình. Mình nói luôn ông bà nhà giáo, bị ông bà nhà giáo là hai người đứng ra để kiện tụng, để thưa kiện. Thì ở đây mình thấy được, thứ nhất là Ái Vân cũng phạm vào cái điều luật 182 bộ luật hình sự, tức là cái điều luật mà ngoại tình đó với các bạn, vợ chồng đồ ngoại tình đó. Rồi ông bà nhà giáo thì mình thấy được rằng là ông bà giáo này là cái tội che giấu, thì hôm qua mình cũng đã nói ông bà giáo này có cái tội che giấu thật. Thì cái câu chuyện mà các bạn, là lát nữa mình đi vô, là cái câu chuyện là bên Ái Vân ngoại tình với Bá Cường đó. Cái vấn đề, các bạn còn nhớ cái phim mà Linh Duyên không? Cái phim Linh Duyên đó, Ái Vân đầu tư với Bá Cường đó. Thì cái phim đó là các bạn, là Ái Cường sản xuất cái bộ phim đó cho hai người, Ái Vân và Bá Cường đó. Thì lát nữa mình đi vô cái vấn đề đó để mình nói tí xíu. Một vài cái vấn đề giang hồ mạng, Facebook đồ này kia đó, thì các bạn, là hồi nãy mình có nói rồi, là họ lập ra, họ bày mưu lập kế và xuyên tạc giọng điệu, họ luận điệu xuyên tạc Quang Trung. Nhưng mà không có sao, không có gì hết. Mình cũng cảm ơn quý vị các bạn. Thì các bạn, để mình nói vài điều rồi mình sẽ đi vào cái vấn đề Ái Vân. Có lẽ đã phạm vào cái tội điều 182 bộ luật hình sự, và bà giáo bả phạm vô cái tội che giấu. Thì nói chung là ông bà giáo đó, thì cái tội che giấu tội phạm thì hôm qua mình cũng đã giải thích. Thì các bạn, là hôm qua thì phải, Phong có lên cái video, thì mình không có thời gian mình phân tích cái video này, mình không có thời gian thì mình phân tích. Thì có một cái, mình thấy cái tiêu đề thôi, mình đọc cái tiêu đề, thì một cái tiêu đề đó như một câu hỏi, nó nói là luật sư nào bảo vệ cho tiểu tam. Thì ở đây mình trả lời thẳng thắn và ngắn gọn là luật sư thiên địa. Bởi vì các bạn, là luật nhân quả là có thật, chiếu theo dựa vào Phật pháp đó, thì luật nhân quả là có. Luật nhân quả này, cái này mình cũng đã chứng kiến chứ không phải là không. Cho nên mình tin, thì cái gì mình thấy thì mình tin.
thì luật nhân quả là có. Thí dụ như các bạn là nếu là các bạn là phụ nữ mà các bạn xem thường người ta, các bạn xem thường cái phái nữ khác, các bạn gọi là tiểu tam, các bạn là con gọi con giáp 13, hoặc là các bạn gọi là gái bi ôm, gái gái làm gái hay gì đó, thì mình ở đây mình nói các bạn luôn nè, nếu các bạn gọi như vậy thì bạn trai của các bạn, chồng của các bạn cũng đi theo với đi theo những người đó thôi. Các bạn gọi người ta con giáp 13 thì chồng hay là bạn trai của các bạn mình nhắc người đó sẽ đi theo con giáp 13. Các bạn gọi người ta là gái bán bia thì chồng hay là bạn trai của các bạn nó sẽ đi vô bia ôm mà. Gái bán bia tức là gái bán bia ôm đó. Đây là mình nói thật, đó là luật nhân quả. Còn các bạn gọi là các bạn gọi người ta là tiểu tam hay là xem thường người ta đó thì luật nhân quả. Tại vì thường thường nếu mà là các bạn có con gái đó hoặc là gì đó, nếu mà là đàn ông đi gọi người ta là tiểu tam hay là gọi người ta là làm gái hay là gọi người ta là bán bia ôm, ví dụ đó, thì con gái mình hoặc là vợ mình sẽ là như vậy, sẽ trở thành như vậy. Bởi vì ghét của nào thì trời trao của đó. Ở đây mình nói bình đẳng, tại sao lúc nào mình cũng nói đạo lý bình đẳng là như thế nào? Bởi vì cái luật nhân quả nó có, các bạn xem thường ai, các bạn khinh thường ai thì cái người nhà của các bạn, nó người đó sẽ bị như vậy, hoặc là các bạn sẽ nhận lấy những cái thương đau đó. Bởi vì khi các bạn gọi người ta như vậy, các bạn sỉ nhục. Các bạn có, tức là nó có cái câu là denounce tức là các bạn là hạ bệ người ta đó, hoặc là hạ thấp người ta, defamation đó, hay defaming đó, hạ thấp người ta đó, thì mình sẽ nhận lại những cái hậu quả đó. Thì đó là luật nhân quả. Luật nhân quả là nó như vậy. Cho nên đó là mình cũng nói với các bạn đó, đừng có xem thường, đừng có, tức là Phong này nó cũng có vợ, nó cũng có con gái, mà nó cứ gọi người ta tiểu tam những thằng bán râu vậy đó, gọi người ta con giáp thứ ba làm phò làm gái ba đời bốn đời rồi, thì coi chừng cái luật nhân quả nó sẽ ập tới, ập lên đầu hai thằng này đó. Đó là mình nói thật, mình nhắc nhở thôi. Nhưng phụ nữ, những bạn gái nếu mà cứ xem thường người ta, gọi người ta vậy, thì coi chừng chồng mình hay bạn trai mình nó cũng đi theo mấy người đó à. Gọi người ta con giáp thứ ba mà không nhìn lại chồng mình, tức là chê bai người ta, xem thường người ta, không nhìn lại chồng hay bạn trai mình. Nếu mà cái người đó mà xấu như vậy thì tại sao chồng hay bạn trai mình cứ đi tới gặp mấy người đó, đi chơi với mấy người đó, hoặc đi vô bia ôm? Ở Việt Nam, trong cái xã hội Việt Nam các bạn, cái tệ nạn mà các bạn là mèo mỡ rồi gái gú rồi đi bia ôm đi này đi kia nó nhiều lắm, nó vô số. Bởi vậy mới nói là ai là người vô tội, ai là người không tội, bước ra. Đừng có nói là các bạn là ở trên Facebook vậy, nó lên nó xuyên tạc, nó cắt ghép, nó ghép này ghép kia, hình này hình kia, thậm chí nó lấy hình Quang Trung nó ghép với Linh Lan rồi nó nói lung tung hết đó. Không sao, mình cười thôi, mình thấy mấy cái hình đó và mình thấy những cái xuyên tạc, cái giọng điệu xuyên tạc của bên phe tà giáo đó, mình thấy mình tức cười, mình được cười lắm đó. Thì mình nhắc cái luật nhân quả là như vậy. Bạn gái nào xem thường phái nữ, tức là xem thường cái phái của mình là tiểu tam hay là làm gái hay là gì đó, hoặc là gọi người ta làm gái hay là hạ bệ hay là bôi nhọ sỉ nhục người ta đó, thì coi chừng chồng mình với là bạn trai mình đi theo những cái người đó. Nó như vậy đó, luật nhân quả lắm như vậy. Còn bạn trai nào, tức là đàn ông nào mà cứ xem thường con gái người ta như vậy, hoặc là và bôi nhọ sỉ nhục như Phan Phong như bán râu đó, thì coi chừng vợ mình và con gái mình nó sẽ trở thành như vậy đó. Đây mình nói thẳng luật nhân quả vậy. Mình chứng kiến luật nhân quả. Bởi vì tại sao mình tin Phật pháp? Vì trong Phật pháp đó, những cái lời Phật dạy và những cái lời thánh kinh cũng vậy nữa, trong thánh kinh cũng vậy. Tại vì thánh kinh và Phật pháp đó, nó tức là họ dạy cái cách là tương tự nhau, cái lời nó khác nhưng mà nó tương tự nhau. Tại vì tay và đông và tay thì nó hơi khác nhau một chút, là khác nhau cái lời thôi, nhưng mà cái cách hành xử và cái đạo lý thì nó giống nhau cả, cái tâm đó, giống nhau cả, đạo nào cũng dạy cái tâm tốt ấy. Thì cũng như các bạn thấy là có nhiều cái nick để là người công giáo, để là holy rồi này kia, mình không hiểu tại sao á, để hình công giáo, để hình Chúa, để hình Phật mà đi chửi đi la đi bôi nhọ sỉ nhục lăng mạ người ta trên mạng xã hội, trên các kênh YouTube. Mình không hiểu sao nếu mà những cái bạn đó, những đạn bên phe tà giáo đó, nếu mà đi chửi hay đi nguyền rủa người ta, đi chửi người ta đó, thì nên lấy những cái tấm hình nó xuống và xóa và bỏ những cái tên nó, đổi cái tên đi. Tự nhiên đi lấy hình Chúa, hình Phật, đi lấy tên thánh, tên này tên kia mà lên chửi người ta, sỉ nhục bôi nhọ người ta. Ủa gì kỳ vậy? Bởi vậy mình nói là phe tà giáo,
ta là gì, tức là mình không nói người ta là ngoại đạo hay gì. Tại vì khi đó, tại vì nó tà giáo nó mới dẫn tới ngoại đạo. Khi mà người ta có đạo mà người ta làm việc sai, đó là tà giáo. Khi mà người ta là tà giáo rồi thì là người ta sẽ ngoại đạo, tức là những cái người đó không phải trong đạo, người không phải trong những cái các bạn là những cái tôn giáo hoặc là những cái đạo phái nào, tức là những cái đạo phái tốt đó. Bởi vì họ không có nói cái chân lý, họ không có nói cái công tâm, họ đang còn đi hại người thì gọi là tà giáo, tà ma ngoại đạo, nói chung là như vậy. Rồi các bạn là họ lên họ đưa những cái tin xuyên tạc, tức là cái vụ Lâm miền Tây, họ nói là Lâm miền Tây bị chém, đồng thời họ công kích, tức là họ đưa luôn cái tin là công an đang truy nã Lâm miền Tây. Mình nói thật á, nếu mà có xuyên tạc, nếu mà có xạo thì xạo cho nó hay một chút, xạo cho nó đúng vần điệu một chút, xạo làm sao mà để nó giống một chút. Còn xạo mà xạo kiểu mà ngáo 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 giống như mình, bởi vậy mình mới để cái tựa đề là sao, giải ngáo cho mấy cái thằng phe tà giáo ngáo mà còn nói chuyện bố láo nữa. Thì ngày hôm qua mình làm cái video mình để ngáo mà còn ngáo mà nói chuyện bố láo, mà xạo thì không, xạo thì phải xạo cho đúng. Lâm miền Tây nào mà bị chém, mà Lâm miền Tây nào mà bị truy nã, các bạn biết á, nếu dưới theo bộ luật hình sự, khi mà cơ quan chức năng, mình gọi chung là cơ quan chức năng, họ truy nã đó, thì truy nã, khi nói truy nã đó thì những cái tội gì họ truy nã không? Các bạn biết là chiếu theo những cái điều luật và bộ luật hình sự, vi phạm những cái tội nào mà cơ quan chức năng họ truy nã? Bên xứ nước Mỹ cũng vậy, bên xứ Mỹ này cũng y vậy. Khi mà nói truy nã rồi á, là các bạn là nó dính vào cái tội nè, cái tội mà giết người thứ nhất, thứ hai là an ninh quốc gia, thứ ba là bán nước cầu dinh rồi này kia đó, bán những cái thông tin quân sự, thông tin mật của một quốc gia đó hoặc là gì đó thì họ mới truy nã. Thì các bạn coi tin Hoa Kỳ, tin Mỹ, tin xứ Mỹ này, cái người đó bán thông tin cho Trung Quốc, chạy qua Trung Quốc, chạy qua Liên Xô, bán thông tin cho Liên Xô rồi này kia đó, thì các bạn cũng nếu mà các bạn coi theo dõi những cái video và những cái tin chính trị thì các bạn hiểu truy nã là khi mà nhà nước truy nã đó, truy nã một người, một tội phạm đó, thì cái tội phạm đó nó phải rất 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 là nghiêm trọng mới là truy nã. Lên nói chuyện công lý, ok, bây giờ thí dụ như Lâm miền Tây có lên chửi ai chăng nữa, nó có đáng truy nã không? Bộ nhà nước rảnh mà, bộ cơ quan chức năng, nhà chức trách đồ, nói chung là trung ương với thanh tra họ rảnh đó mà. Tại vì khi mà nói truy nã đó là nó thuộc về trung ương rồi, nó thuộc về federal rồi, nó không còn là cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nữa. Bởi vì khi mà đụng tới an ninh quốc gia, các bạn phải trung ương với tờ federal, thì giống như bên Hoa Kỳ đó, đụng tới này kia là an ninh quốc gia. Bởi vì khi mà kết hôn giả giống Mỹ Mì đó, là nó là thuộc, nó loại vô cái tội là an ninh quốc gia, federal felony mà. Thì đó là như vậy. Nó lên nó nói là công an đang truy nã, làm như là cái tội gì công an đang truy nã, rồi nó thằng Lâm rồi chết. Mình không thấy lúc đó có người gọi cho thằng Lâm nó đang ngủ, rồi xong nó ngủ xong rồi nó lên video, nó livestream nó còn chọc mình trên video kìa, nó còn cà khịa với mình trên video kìa. Mình chả hiểu cái phe tà giáo này, nó ngáo thì nó ngáo vừa thôi, bởi vậy nó ngáo đá là vậy đó. Rồi là họ vô họ cũng nói là các bạn, cái tin này thì mình nghĩ là xuyên tạc, bị những cái tin là mình là xạo thôi. Họ nói là họ phái người, tức là họ mướn người đó bắt cóc mẹ con Đinh Lan. Bởi đây mình nói cái tin này thì ngày hôm kia hôm trước mình cũng đã nghe rồi. Mình nói là thử bắt đi là biết liền gì, thử đụng vô đi coi ở tù coi bóc lịch không, bóc lịch khoảng 10 năm không, thử đi lên cái cha coi bộ luật hình sự, nếu mà bắt cóc trẻ em, bắt cóc này kia, coi tội gì, đừng nói tội gì chưa xử nữa là dân nó lôi ra nó đập rồi, giống như là các bạn là những người đi ăn trộm chó vậy đó, dân nó lôi ra nó quýnh rồi. Bắt cóc trẻ em là gì? Trong nước Việt Nam mình, người dân trong nước Việt Nam rất là ghét, thử đi. Bởi vậy là nó lên đến tâm lý, nó hù dọa để chi, để tinh thần linh lang tiều tụy, tinh thần mẹ con linh lang, tức là cái cuộc sống không được yên ổn đó. Nhưng mà mình cũng các bạn ủng hộ linh lang, hoặc là các bạn bên phe linh lang nói chung đó, thì đừng có lo, mình nói chuyện với linh lang khuyên về những cái vấn đề này, thì bây giờ các bạn là mình cũng như là quân sư cho linh lang đó, và đồng thời có một cái người bí ẩn đằng sau,
Cười đó ghê lắm. Mình thì không, mình thì quân sư thôi, thì mình cũng có khuyên Linh Lan về một vài cái vấn đề về về pháp lý đó. Rồi các bạn là cũng có một cái tin vui là không biết anh nào, anh ca sĩ nghệ sĩ nào đó mời mời Linh Lan đi quay music video, tức là quay cái quay video nhạc đó các bạn. Thì mình như mình cũng đã nói, bởi vì Linh Lan á chân dài 2 mét, Cherry với cái mỏ dài 2 mét và Chinh Chinh Ngô cái chân dài có 2 cm à. Cho nên á mấy người bên phe tà giá nó không được mời. Linh Lan được người này mời, người kia mời, chân thì dài dài thòng lòn, dài tới 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 nách luôn, dài như là cái cầu Cần Thơ, cái cầu Bắc Mỹ Thuận vậy đó. Cho nên nó là bên phe tà giá nó tức với các bạn, bởi vì khi mà các bạn là mời được đi, mời được mời đi quay music video MV đó, thì các bạn là sẽ được lên hình, sẽ được nổi tiếng và sẽ được các bạn là cái danh đó, nó sẽ nổi bật hơn. Thì bên kia nó tức cho nên nó mới tấn công tinh thần, tấn công tâm lý Linh Lan đó. Nhưng mà bây giờ Linh Lan không còn như xưa nữa, các bạn là Linh Lan vẫn vui tươi vui cười. Đồng thời các bạn là nó bây giờ nó chơi cái chiêu là nó vô, nó kêu gọi fan của nó, kêu gọi vô để toàn lực tấn công cái kênh YouTube của Linh Lan. Tức là nó vô nó kêu là báo cáo cái kênh Linh Lan rồi dislike cái kênh Linh Lan, dislike hơn 1.000 là kênh sẽ bị sập gì đó, video bị sập gì đó. Rồi báo cáo kênh Linh Lan là kênh Linh Lan sẽ bị phá, bị sập, bị đóng gì đó. Ở đây mình nói thì mình cũng đã phân tích cho Linh Lan hiểu rồi, không có sao đó, không có cái muốn sập một cái kênh, không phải là đơn giản, cái này là nó hù thôi, không có sập được. Bởi vì các bạn biết rằng nó là YouTube á, họ có một cái nhóm chuyên gia đi đi phán xét và đi appraise, appraise là đi coi những cái video nào mà nó phạm luật hay không phạm luật đó. Chúng là đi đi định giá, định cái giá trị của một cái video đó. Thì khi mà các bạn báo cáo một cái video hoặc là báo cáo một cái kênh đi, thì là trong vòng thời gian khoảng chừng 48 tiếng hoặc là 3 ngày, 2 ngày gì đó, thì YouTube sẽ phái một cái người chuyên gia. Cái người chuyên gia này của YouTube là họ có học nha, đại học này kia đàng hoàng nha, bằng cấp đại học này kia ha, người giỏi ha, giỏi về tâm lý, giỏi về luật lệ, giỏi giỏi về những cái chính sách của YouTube, những cái bộ luật của YouTube, giỏi về những cái bộ luật đại khái là toàn diện đó. Cái người đó họ sẽ đi, ok, không cần biết các bạn là video ngôn ngữ gì, Anh hay Việt, họ đều có người hết và họ đều có cái máy thông dịch hết, họ sẽ hiểu hết các bạn nói cái gì. Thì cái người đó sẽ vô vô xem xét cái video của các bạn. Ở đây đó là mình cho các bạn làm, bạn nào mà làm video làm YouTube đó hiểu luôn, là họ sẽ vô xem xét cái video của bạn, coi các bạn từ đầu đến đuôi các bạn có phạm luật gì không. Ở đây các bạn biết không, vừa rồi mấy tháng trước, mùa hè năm ngoái đó, mình làm video chính trị này kia, mình nói chính trị đó, thì cái vụ mà ông Trump bị gian lận phiếu bầu rồi này kia đại khái là nó bị tức là nó bị censor những cái video đó, nó bị hạn chế, limit, nó bị limited những video đó. Thì là mỗi lần mình lên video mà có ông Trump đó, là họ sẽ đưa chuyên gia vào xem coi là thằng này nó nói cái gì, coi nó nói cái gì mà nó có quá không, hay là nó có xuyên tạc hay không, tin nó có phải là tin mật hay không, có phải tin federal hay không, có phải tin này tin kia hay không, nó có xạo hay là nó nói thật, nó có phạm cái luật gì hay không. Thì cái người chuyên gia đó sẽ vô coi cái kênh YouTube của các bạn, nếu mà họ báo cáo cái kênh, còn báo cáo video thì họ sẽ vào cái video, họ sẽ coi và họ sẽ xem xét. Nếu mà cái video của các bạn cảm thấy các bạn không có phạm luật, kênh của các bạn là không có phạm luật, thì giống như kênh Quang Trung Đời Sống TV, thì các bạn đừng đừng có sợ gì hết á. Cho dù 1.000, 2.000 người, 3.000 người, 5.000 người vào báo cáo một cái kênh hoặc là báo cáo một cái video mà video của bạn không phạm luật, kênh của bạn không phạm chính sách của YouTube, thì YouTube nó sẽ ignore là gì? Là nó sẽ bỏ qua hết, nó sẽ không có nhìn tới, nó không có, tức là ignore là dịch ra tiếng Việt là không có đếm xỉa tới đó. Ignore. Cho nên nó là các bạn đừng có lo. Cái chuyện mà bây giờ là mà có nhiều bạn vào nói là cái kênh này bị giảm đề xuất, không phải đâu, bởi vì YouTube á, nó như một cái cycle, nó đi một cái vòng. Tức là cái community nói về Vân Quang Long, nói về Linh Lan hay nói về ông bà giáo đại khái vân vân, thì khi mà họ đề xuất á, là họ đi một cái cycle. Họ đề xuất kênh này, họ đề xuất kênh kia, họ đề xuất kênh nọ, và họ
cái máy cái hệ thống và YouTube mà nó tra đó thì nó phải nhìn, nó phải tra coi cái video đó nó có popular không, tức là nó có giá trị hay không, thì nó sẽ đề xuất cái kênh đó. Thì mình cũng nhắc nhở ở đây, mình cũng chia những cái ý kiến và những cái chiêu thức làm YouTube, luôn là các bạn là video các bạn phải quality, tức là các bạn phải có giá trị, thì cái máy của YouTube nó mới đề xuất cái video của bạn. Còn các bạn lên mà chửi hay là này kia, hay làm những cái video mà nó gọi là rơm rác đó, đây mình dùng cái từ nó ấy chút là rơm rác đó, thì nó sẽ không có đề xuất. YouTube là như vậy, YouTube nó rất là công công minh và công bằng và nó bình đẳng nữa. YouTube là nó như vậy. Đồng thời các bạn thấy rằng YouTube nó giúp cho những người trong và ngoài nước, những người dân thế giới kiếm thêm bạc lẻ, ít nhiều gì nó cũng 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 đỡ và nó cũng vui, bởi vì lên đó các bạn là gặp gặp quý vị các bạn này, gặp khán giả này, đọc những cái comment này kia, hoặc là khi các bạn like với các bạn nói chuyện kia đó, thì nó cũng là cái vui để giúp vui trong cuộc sống cho đỡ buồn. Thì đó là như vậy, cho nên nó là Linh ở đây mình nhắc một lần nữa là Linh Lan yên tâm, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cái vấn đề cái xuyên tạc này là mình muốn nêu ra cùng với các bạn là cái phe phe tà giáo, phe Ái Vân đó, nó cho rằng đó là anh Vân Quang Long anh chết là vì bị quả báo. Và quả báo là quả báo làm sao, là vì anh Vân Long đi theo con giáp thứ 13, họ cho đó là một cái báo ứng của anh Vân Long. Các bạn thấy đó, họ họ nói về, có coi có nghe có được hay không các bạn nè. Quả báo là từ khi, tức là quả báo nó có lớn và nó có nhỏ, và nó có thí dụ như là nó đáng hay là nó không đáng. Thí dụ như anh Vân Long mà có đi theo con giáp thứ ba chăng nữa, không, anh Vân Long cũng không có cần mà phải bỏ cái mạng, tức là cái quả báo nó cũng không có cần là phải bỏ bỏ cái mạng của mình vì đi theo con giáp thứ ba. Thì tụi nó xuyên tạc, cái giọng điệu xuyên tạc của tụi nó là ý của nó là như vậy, vì cũng theo con giáp ba cho nên anh Long mới ra đi, thế anh Long mới chết. Thì cái đó là thấy quá đáng các bạn. Cho dù anh Long có thật mà đi theo con giáp, anh Long không có theo con giáp thứ ba, đi đến Vinh Lan là các bạn là đến với một cái tư cách đàng hoàng, nho giáo đàng hoàng, trình báo cha mẹ đâu đó đàng hoàng, tức là mẹ của Linh Lan đó, mà họ nói là đi theo con giáp thứ ba đó là cái báo ứng, cho nên anh Long mới ra đi. Các bạn thấy phe tà giáo đó, tụi nó xuyên tạc, nó xuyên tạc tới như vậy đó. Huống hồ chi anh Long, mình nghĩ sao bây giờ con Ái Vân, nguyên cái nhóm của nó, nguyên cái dịch vụ của nó chửi mướn đó. Mình không biết tại sao mà chồng mình thì dù sao cũng là chồng cũ của mình, mà tại sao á là mướn những cái người này. Ok, bây giờ nói Linh Lan mình đã không đành đi, mà tại sao á là trong đó họ chửi luôn anh Vân Quang Long nữa. Mà các bạn là anh Vân Long đã ra đi rồi, người đã ra đi, người đã khuất rồi, mình không có nên chửi hay mà không có nên nói gì hết. Mình chỉ nhắc và thí dụ khi mà mình nói chuyện về cái đề tài, mình thí dụ mình đem cái tên anh Vân Long vô mình nói, hoặc là mình phải chứng cứ một cái gì đó mình đem tên anh Vân Long vô nói, cho mình không có thể nào và mà mình nguyền rủa người chết được. Cái đó là nó quá quá thất đức của các bạn. Quả báo thì nó quả báo như thế nào thôi, chứ như các bạn bây giờ là như nãy mình đã nói, thằng bán rau và phan phong nó kêu lan giáp thì ba, thì coi chừng đó là vợ con nó cũng là giáp thì ba, hay là cái quả báo nó sẽ nhận y như vậy. Thì quả báo là các bạn ghét cái gì thì trời giao lại cái của đó, tức là thí dụ như anh Long Văn Công Long mà có đi theo giáp thứ ba, thì cái quả báo của ảnh nó là vợ ảnh hay là con ảnh là như con giáp thứ 13, thì nó như vậy thôi, chứ không có phải là báo ứng là phải cho anh Long mất mạng. Các bạn thấy nó quá đáng không? Người ta trên các bạn là có nhiều tội phạm trên thế giới này, họ còn này họ còn kia, họ còn các bạn là rất là nhiều, mà họ gây tới cái tánh mạng luôn, mà họ còn còn chưa có bị xử tử, và họ còn chưa có bị gì nữa, huống hồ chi là cái vấn đề mà anh Long quen với Đinh Lan là anh Long phải chết. Ủa gì kỳ vậy, không biết cái phe tà giáo, bởi vậy mình nói là cái phe tà giáo mà riết rồi nó ngáo hết rồi, bây giờ tụi nó cuồng lên nó ngáo ngáo đá mà. Rồi các bạn là trở về Ái Vân nè, Ái Vân phạm mà có lẽ là Ái Vân phạm cái điều 182 bộ luật hình sự, thì các bạn là vấn đề là như vậy. Thì hôm qua mình cũng đã giải thích một tí xíu rồi, một khúc rồi, thì bây giờ là cái khúc mình nghĩ là cái khúc cuối là Ái Vân mình thấy được nếu mà điều tra ra bây giờ. Okay, trở lại cái hình 2014 hay 2016, cái hình mà Hằng Phong Phong nó đưa lên, mình cũng đưa lên cho các bạn đó,
Thì họ cho rằng là Linh Lan phá vỡ hạnh phúc gia đình, tức là phá vỡ một cái cuộc hôn nhân, là chiếu theo cái bộ luật 182, bộ luật hôn sự đó, là cặp vợ chồng mà ngoại tình này kia vân vân, thì nếu mà phạm vào cái luật đó thì là sẽ bị xử phạt. Thì các bạn là họ cho rằng là Linh Lan là người phá rối. Mình nói là không, bị lúc đó đó Linh Lan không biết, và cho dù có biết đi chăng nữa đó, là các bạn là Ái Vân lúc đó đó là đã ngoại tình trước rồi. Ở đây mình dựa vào những cái tài liệu, những cái hình và những cái tin, ok, đây là những cái tin và những cái tài liệu, là lúc đó đó là Ái Vân đã ngoại tình với Bá Cường trước. Nếu mà điều tra ra, nếu mà cái đơn tố giác này đem tới Bộ Công an, mà bên Viện Kiểm sát, Bộ Công an hay là ban điều tra họ có triệu tập Linh Lan đó, thì tốt, thì nói ra luôn cái vấn đề này luôn. Bởi vì bởi vì cái vấn đề là Ái Vân là người ngoại tình trước, đó là cái lý do anh Vân Quang Long mới làm cái đơn ly dị, tức là cuối năm 2015, đó là 2016 làm đơn ly dị. Tại vì là cái thời bấy giờ các bạn biết là thời 2015 đó là Bá Cường có làm, có sản xuất một cái bộ phim gọi là Linh Duyên. Linh Duyên tức là cái bộ phim này nó làm cho hai người này, tức là anh này sản, anh Bá Cường này anh sản xuất cho Bá Cường và Ái Vân. Thì khi mà là anh Vân Long anh phát hiện đó, anh phát hiện cãi cọ với nhau rồi, rồi bật tay bật tiếp gì mình nói trong cái video mình kể đó, thì mình cũng đã có nói, mình cũng đã có nhắc khéo. Thì nói như vậy là các bạn là hai người này có cái vấn đề, có vấn đề xong rồi, anh rõ ràng thì anh Vân Quang Long mới đi đến với Linh Lan. Thì bây giờ là các bạn thấy nó rõ ràng đâu đó rồi đó. Tại vì cái bộ phim này là Bá Cường là sản xuất là cho cái cặp, cho họ, tức là cho hai người của họ. Và có, nó có ở đây là các bạn này, ở đây có người ta có nhiều cái bằng chứng đó, chứ không phải là không đâu. Ở đây mình phân tích cho các bạn, mình dựa vào cái đơn tố giác, tại vì là cái đơn tố giác này nó liên quan tới Linh Lan và nó liên quan tới cái sự bất bình, cho nên mình lấy cái này mình phân tích cho các bạn. Thì cái đơn tố giác này chả khác gì bây giờ là họ đang tự tố giác, họ đang tự tố giác bản thân của họ. Nếu mà nói Linh Lan là bây giờ Linh Lan ngoại có phá vỡ hạnh phúc gia đình đi, thì phải xét cái gia đình đó trước, xét hai vợ chồng này trước, thì tại sao là ly dị, và tại sao Vân Quang Long á cò cưa với Ái Vân. Rồi á, là các bạn khi mà tới đường cùng đó, Ái Vân mới xách cái vali theo Bá Cường. Người ta có bằng chứng hết á. Cái thời bấy giờ là Bá Cường đang làm cái bộ phim, đang sản xuất cái bộ phim đó, các bạn, bộ phim Linh Duyên đó. Rồi ai tùy cái là nó như vậy nè. Cái bà Ái Vân này á, bà tò te tí te với ông Bá Cường rồi, tiền bạc này kia đó các bạn. Lấy cái tiền của anh Vân Long, lấy cái tiền này tiền kia đó đầu tư vô cái phim này. Cái phim mà Bá Cường làm cho hai người này nè, làm cho hai người họ đó, đầu tư vô. Rồi á, Vân Quang Long mới phát hiện được á, thì mới làm giữ thì nó mới đâm ra là cho tới cái đường mà ly dị, ly hôn xong mới ly dị. Thì cuối 2015 á, là hai người đó là bắt đầu là làm giấy ly dị, nhưng mà trước đó đã ly hôn, đã các bạn là đã xào xáo rồi. Mà cái vấn đề xào xáo không phải là Linh Lan, bởi vì cái thời bấy giờ đó Linh Lan đang cặp bồ, Linh Lan không có biết cái gì hết. Còn nếu mà muốn biết về nhiều nữa thì Lâm Quang Long đó là cái người biết nhiều nhất. Mà ông nội đó thì mình đã nói với các bạn là có nhiều ông nội đó xoay hướng, xoay đầu cắn lại Linh Lan. Nhưng mà bây giờ là cộng đồng mạng, có nhiều người ở trên cộng đồng mạng họ thu thập nhiều cái bằng chứng và nhiều cái tấm hình nữa. Cho nên mình nói là Bá Cường hay là Ái Vân mà có xóa hình hay là có xóa bằng chứng bằng cớ đó, xóa không nổi, bị người ta thu lại hết rồi. Có những cái người mà họ làm về program, họ làm về network đó, họ lấy từ cái database, cái picture database họ lấy lại được. Thì đó là cái lý do tại sao đó là hôm nay mình thấy được là nhiều vào những cái tài liệu cũ là Ái Vân và Vân Quang Long đó, tức là Ái Vân trước đó cũng đi ngoại tình. Vân Quang Long không biết có ngoại tình không, thì bây giờ anh Vân Long ảnh ra đi rồi, mình không ai làm chứng mà cũng hai chứng cớ. Thì người đi rồi thì không còn, không truy tố, không truy cứu nữa.
Nhưng mà bây giờ Ái Vân còn sống nè, mà tố đem cái đơn này tố giác, thì á, là các bạn làm viện kiểm sát, ban điều tra họ sẽ hỏi, họ sẽ hỏi lý lịch từ đầu đến đuôi như thế nào luôn, họ sẽ làm rõ. Phan Phong nói là luật sư nào mà bảo vệ Tiểu Tam thì đời đó hãy tính đi, chưa biết luật sư nào, nhưng mà thì tới đó nếu mà có mà triệu tập hay là có cái gì đó xảy ra đó về pháp lý với Linh Lan đó, thì tự nhiên có người thôi, chứ đâu cần mà phải khoe, đâu cần phải nói gì đâu. Ở đây là mình phân tích cho các bạn, quý đồng mạng, quý cộng đồng mạng hiểu. Thì các bạn là cái thời bấy giờ đó họ nói là Linh Lan đó là cặp với Vân Long rồi, không, Linh Lan lúc đó đó, lúc mà 2015 đó, ok, 2015 là Linh Lan đang cặp với cái anh này tên là Phúc. Và cái thời bấy giờ đó Linh Lan có cái nghệ danh, tức là có cái nickname đó, tên nghệ sĩ đó là Kim Tiểu Lan, và đang cặp với cái người này tên Phúc. Hình như là có một cái video, có một cái video của chiến hữu YouTuber nào đó đưa cái bằng chứng nó lên rồi, chứ không phải là không có, mình thấy qua rồi. Nhưng mà cái này là mình nói từ cái tài liệu mình thu thập được, là lúc đó đó là cái tên nghệ danh của Linh Lan là Kim Tiểu Lan, cặp với là anh này tên Phúc, mà anh Phúc này đó là cháu của nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Thì các bạn nếu mà nói nghệ sĩ Kim Tiểu Long thì các bạn ai cũng biết cái chú Kim Tiểu Long rồi, từ cải lương cho tới kịch, cho tới tuồng, cho tới hát này kia, thì các bạn ai cũng biết chú này. Mình biết cái chú này từ nhỏ, Kim Tiểu Long. Thì cái người tên Phúc này á, là lúc đó thời bấy giờ 2015 á, cặp với Linh Lan. Cho nên mình mới nói á, là đằng sau Linh Lan có người bí ẩn sẽ hỗ trợ Linh Lan. Thứ nhất, thứ hai, Linh Lan cũng đã có tất cả bằng chứng, thu thập hết cái bằng chứng, có đầy đủ hết đó, cụ thể hết đó. Thì các bạn là cứ gặp cứ tìm Lâm Quang Long đó, hay là tìm cái người tên Phúc này nè, lúc 2015 cặp với Linh Lan đó, cái thời mà Linh Lan còn cái nghệ danh là Kim Tiểu Lan đó. Thì ở đây mình nói nhá, nhiều tên nhiều tuổi, cái vấn đề bây giờ người ta nghệ sĩ, người ta là giống như là người mẫu đi, người mẫu music video, người mẫu này người mẫu kia, người ta lấy nhiều tên là cái chuyện bình thường. Tên nghệ sĩ mà ta lấy 100 tên, 1000 tên cũng được thôi. Thằng Phong nó đem người ta ra, nó soi nó mó rồi nói tại sao như vậy, sao như kia. Bộ nó không biết lên Google, nó tự tìm hiểu tại sao mà các ca nghệ sĩ hay là những người mà công chúng đó, những người điện ảnh, diễn viên điện ảnh, họ có nhiều tên, tại sao họ không, tại sao nó không đi tìm hiểu mà nó đi nói người ta. Thì chả khác gì á là đang còn tấn công Linh Lan, nó đang còn bôi nhọ sỉ nhục, tức là nó muốn đàn áp con này nó muốn đè con này cho tới chết. Thì đó, lúc đó 2015 thì hai người này gọi là Kim Tiểu Lan và người tên Phúc này cặp nhau, thì tới cuối 2015 thì chia tay. Chia tay xong là cái thời gian mà mấy tháng sau thì là các bạn, là cái video vừa rồi mình nói đó, là mấy tháng sau là bạn bè giới thiệu đó. Xong Tần Long nó thấy, Tần Long nó khoái gái đẹp, nó thấy cái đẹp nó cua rồi, con này con Lan đâu có chịu, mẹ đâu có chịu, nó mày mày có vợ rồi mày cua cái gì. Long nó mới đem cái giấy ly dị xuống. Thì về bên phía của Ái Vân đó thì đã xào xáo trong đó rồi, mình nói trong video đầu xào xáo trong đó rồi, cái vụ Bá Cường đi cặp với Bá Cường, có lẽ là các bạn biết không, có lẽ là cặp với Bá Cường đâu từ đâu rồi, xong rồi lấy cái tiền nha sĩ, tiền mà các bạn là cái mình nhắc lại các bạn là cái sự nghiệp của Ái Vân và cái nha sĩ đó là một tay của Vân Quang Long gầy dựng lên, không, mình có kể trong cái video kia, thật chứ không phải giả, thật. Cứ đi hỏi những cái người ca nghệ sĩ á nè, hỏi Bá Cường vô làm răng, Bá Cường biết. Và cái tin này á là chỉ có vài người biết thôi các bạn, vài người biết thôi. Về phía bên Ái Vân đó, tò ta tí ta, tức là ngoại tình với Bá Cường đó, là cái thời mà cái bộ phim Linh Duyên này, cái bộ phim này Bá Cường cố tình làm cho Ái Vân và Bá Cường đó. Bởi vì Ái Vân đầu tư cái tiền này vô, ông Nội Long ông phát hiện, mà ông Nội Long thì ông thấy lạ, ông phát hiện rồi mới gây ra chuyện xong là ly hôn xong dẫn tới lý dị. Thì giống như mình nói ở đây là mình nói là anh Long, thì bà ăn trả tôi ăn ném, bà đi ngoại tình trước, mà bà đi lấy tiền cho gia đình, bà đi đầu tư bộ phim với thằng Bắc Cường chơi vậy đâu có đẹp.
rồi á, lúc đó mà gây chuyện rồi cò cưa qua cò cưa lại, bà ấy vâng, bà xách vali bà đi, thì bà đi với ai, thì đi đi tới nhà bác Cường thì đi với ai, rồi sau đó là ký đơn ly dị, ký đơn ly dị xong rồi bắt đầu nó công bố, đó là vài tháng sau cái là ấy Vân công bố bác Cường đó, thì Vân Quang Long công bố Linh Lan, thì thôi quê, rồi bây giờ đem tố giác Linh Lan, tố giác cái gì, lúc đó Linh Lan chả biết gì hết, tố giác làm sao, bây giờ Linh Lan có biết đi chăng nữa cũng không có liên giá gì tới Linh Lan, vì tại sao luật pháp 100 điều 182 quy định đó là phải sống chung này kia đó, còn lúc đó với Vân Long chưa sống chung mà 2017 rồi này kia mới có bầu rồi 2018 mới có con, phải không? Luật pháp quy định trong điều 182 bộ luật hình sự, nhưng mà nếu mà nói mà là chiếu cái điều điều 182 bộ luật hôn sự, với luật hôn sự đó, thì bà Ái Vân đó là có tội, bà có, tức là mình hay nói đó, bên phe tà giáo chính tụi nó đang phạm tội, đang vi phạm tội, đang vi phạm luật pháp mà nó đi thương người ta, nó lạ đời, thời buổi 2001 này nó lạ đời dễ sợ, mình cũng đang phạm tội, mình cũng đang ấy kia, mình đi thương người ta. Bởi vì cái chuyện này các bạn, cái chuyện này nó có vài người biết thôi, cái người biết rõ câu chuyện này nhất là người con gái đầu của Ái Vân, của anh Vân Quang Long. Cái vấn đề là nó như vậy, câu chuyện là nó như vậy. Bác Cường có một ngày đó bác Cường vào làm răng trong cái phòng nha khoa của Ái Vân, thì không biết như thế nào đó Ái Vân này mới kết bác Cường, bác Cường kết Ái Vân, thì từ đó hai người này mới cặp kè, và cái người con gái đầu của Vân Quang Long với là Ái Vân đó biết được cái chuyện này, nhưng cái bé này bé không dám nói với anh Vân Quang Long, cho đến khi anh Vân Long phát hiện ra thì bé này mới lên tiếng. Khi bé này lên tiếng thì anh Vân Long mới nói rằng là tại sao con không nói với ba. Bé này mới nói là con sợ, con sợ mẹ la, con sợ ba, ba la ba đánh, cho nên con không dám nói. Cho tới khi mà phát hiện ra cái chuyện mình nó đổ vỡ ra, bởi vì các bạn biết cái bé đầu tiên, cái bé gái đầu tiên con của anh Vân Long với Ái Vân đó, cái bé đó là cũng đã cũng lớn rồi, cái tuổi đó là biết hết rồi, đừng có nói giỡn, biết sạch luôn rồi, cái tuổi đó biết hết rồi, thông minh hiểu biết rồi, đừng nói gì, cái bé trai bé cũng biết luôn nữa rồi. Thì đó ông nội bác Cường vô vô làm răng, làm răng biết làm sao, làm luôn cái kia, làm luôn cái kia, xong rồi bắt đầu mới mới à mới cặp nhau mới tò te nhau, rồi không biết vụ sao đó, rồi làm phim làm viết gì đó. Ông nội Long á, đây mình tóm gọn cho kiểu ông nội Long, ông mới sau này ông mới phát hiện được ông mới buồn, rồi ông làm này kia, thì các bạn là cái câu chuyện buồn tình yêu đó là trở về thì các bạn đi theo hỏi những người bạn của anh Vân Long, hoặc hỏi những người thân, hay là hỏi những người là láng giềng họ kể cho nghe, những người mà họ biết chuyện họ kể cho nghe, và cái người mà những cái người biết cái câu chuyện này đó là chỉ có vài người thôi, và cái người biết đầu tiên là bé cái bé bé gái bé con gái đầu của anh Vân Long và Ái Vân đó. Sau này là cái bé đó mới anh Vân Long anh hỏi thì bé đó mới khai ra là cái chuyện là như vậy. Rồi cái người biết thứ hai là bà giáo, đó là cái lý do tại sao mấy ngày hôm nay mình nói là mình nói chung là ông bà giáo đã phạm vào cái luật là che giấu tội phạm Bộ luật hình sự điều 389 và 390 đó. Khoảng 2 điều điều 18 điều 19 đó. Quốc hội 13 2015 ký tại Hà Nội. Thì đó là lý do tại sao mình nói là những cái người này họ tự họ cái đơn tố giác này họ tự tố giác họ họ phạm tội mà họ đi thương người ta, cái chuyện vô lý. Thì bây giờ các luật sư mà nếu mà có các luật sư mà có biện hộ cho Linh Lan, Phong nói bảo vệ đó, nhưng mà trong ấy trong ngành thì họ gọi là biện hộ cho Linh Lan đó, thì cứ dựa vào những cái câu chuyện này, còn không nữa cái điều tra thẳng vào bé gái của anh Vân Quang Long đó, bé gái đầu đó, mình còn thêm một cái tin mật nữa mà cái tin này mình không xác minh, ok, cái tin này mình sẽ nói ra cho các bạn nhưng mà mình sẽ không có xác minh cái tin này đúng hay sai thì do quý vị các bạn và cộng đồng mạng fan của mình xác minh. Là bây giờ đó họ họ có cái bằng chứng, họ có cái bằng chứng DNA, tức là Việt Nam gọi là ADN đó, là cái bé gái đầu đó, không phải con của anh Vân Long nữa. Đây là cái này là mình đưa tin nha, mình không xác minh tin này.
mình chỉ đưa cái lên cái tin thôi, còn ai muốn xác minh hay gì đó thì xác minh. Rồi họ còn nói là cái người cha đó, họ còn đưa ra cái tên người cha đó là tên là hình như là người người Hoa thì phải, Lý A Phủ gì đó, hình như người Hoa. Họ còn tức là họ còn nói là họ có bằng chứng luôn, họ có nhân chứng đầy đủ luôn, cái bằng chứng cụ thể luôn là chứng minh nó là như vậy đó. Thì các bạn thấy đó, bây giờ tính sao cái đơn tố giác này làm sao, bây giờ tố họ hay là như thế nào? Bởi vì các bạn thấy là bên Lan không có muốn lên tiếng rồi, lúc nào cũng im lặng và thầm lặng, không muốn lên tiếng. Cũng Linh Lan lúc nào cũng muốn em xui thôi, Linh Lan cũng thương bố mẹ chồng, muốn em xui, không có muốn chuyện gì xảy ra. Linh Lan đã xin lỗi bố mẹ anh Vân Quang Long, tức là bố mẹ chồng mình, và Linh Lan đồng thời cũng van xin Ái Vân thôi ngưng đi. Linh Lan cũng xin Ái Vân ngưng cái câu chuyện này đi để cho nó êm xuôi, nhưng Ái Vân không chịu. Linh Lan cũng là nếu bây giờ, thí dụ như bây giờ Ái Vân chịu ngưng cái câu chuyện này, Linh Lan không có muốn, đầu đến đuôi là Linh Lan không có muốn cái câu chuyện này nó lùm xùm cho tới bây giờ. Bây giờ nó tới đến đổi mà các bạn, là nó tới đỉnh luôn rồi. Linh Lan cũng nói thôi câu chuyện này nó như vậy rồi, bây giờ là ngưng đi, không sao hết á. Có gì thì các bạn Linh Lan sẽ có, bây giờ có Linh Lan có xin lỗi một lần nữa, Linh Lan cũng lên xin lỗi bình thường thôi. Bởi vì Linh Lan cũng đã từng xin lỗi mà, cũng đã từng hạ mình nhiều lần rồi chứ không phải là không. Và lần này đó Linh Lan cũng đã xin lỗi rồi. Và lần này á, nếu mà bên Ái Vân á, mà chịu thì Linh Lan cũng hạ mình một lần nữa. Ở đây là mình nói nha, một lần nữa cũng Linh Lan sẽ hạ mình, nhưng Ái Vân không chịu. Thì ở đây mình nói mấy video vừa rồi các bạn, mấy video ngày hôm qua hôm kia thì mình nói đó, là cái phe tà giả này bây giờ nó không có chịu, nó không chịu ngưng nữa, nó đánh Linh Lan tới cùng. Tức là nó chơi cái chiêu là cái chiêu cuối cùng, nó đập một lần luôn, nó chơi vậy đó. Thì bây giờ là ở bên phe tà giáo nó đang còn dựa vào, tức là nó đang rely vô cái đơn tố giác, nó đang dựa vào cái đơn tố giác, nó đập pháp lý Linh Lan. Tức là bên giang hồ mạng ở trên mạng của tụi phe tà giáo đó, và giang hồ mạng của phe Linh Lan đó, họ đưa ra cái tin con đầu của Vân Quang Long đó không phải là con của Vân Quang Long đó, tức là con đầu của Vân Long với Ái Vân đó, tức là mấy cái tin đó là của giang hồ mạng. Thì những cái tin giang hồ mạng thì họ đưa như vậy đó, tên của Lý A Phú, A Phủ gì đó không biết. Thì đó, thì các bạn là Linh Lan cũng đã hạ mình với Ái Vân, hạ mình thẳng mặt với Ái Vân luôn mà Ái Vân không chịu. Các bạn, tin này cũng là một trong những cái tin mật không ai biết. Linh Lan hạ mình một lần nữa nhưng mà bên kia không chịu. Mình nói đó, bên này nó không, bên phe tà giáo này Ái Vân này nó không chịu đâu, nó muốn chơi tới cùng. Bởi vì tiền mà, tiền nó làm thay lòng, tiền nó làm đổi dạ, tiền nó làm cho con người thay đổi, tiền nó làm cho con người thành ma quỷ. Ái Vân đó ác quỷ chứ không phải ma quỷ. Tại vì 30 công đất này nếu mà tính ra bây giờ ai mà làm về địa ốc hoặc là làm về bất động sản đó thì 30 công đất chắc bộ tiền ha, tính tỷ tỷ chứ thôi, tính triệu triệu, trăm trăm triệu thôi, tính tỷ tỷ. Thì đương nhiên là các bạn là ở trong đó nó có nhiều lắm. Thì cái đó Bá Cường hiểu, như mình nghĩ Bá Cường hiểu hơn mọi người. Song song đó thì các bạn là Ái Vân, thì Ái Vân là chủ mưu rồi, nhưng mà người hiểu nhiều nhất là Bá Cường. Thì các bạn, đó là cái tin hôm nay. Cho mình ngưng tại đây. Đầu tuần chúc các bạn có một tuần mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.